đã ra đi, không một giây phút phân ly, không cho sầu thương đổ bờ mi. Luyến nhớ làm chi sẽ khổ lắm anh. Đêm lá mùa thu vương đổ bên nằm đây ôm chiếc ba lô, thấy đời vương cả ý thơ. Niềm vui là kiếp sống tung hoành, là chiến đấu cho mình và mong mỗi tình đẹp xinh. Nếu biết rằng tôi đã bỏ quặc áo thời trai binh lửa lên đường, tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dân thân ngoài súng đạn xa trường. Tôi tin rằng xin chào tất cả các bác. Trước mặt các bác đây là chiếc đài cassette Saab GF818 đời 1979, hàng nội địa Japan. Lâu lắm rồi thì em mới lên sóng những chiếc đài nội địa như thế này. Vì hàng về nó cũng rất là khó khăn do vận chuyển cũng như là giá tăng. Dòng đài này thì nó phù hợp cho những bác nào thích sử dụng hàng nội địa, nó chất lượng hơn. Máy nội địa thì nó vẫn có cái gì đấy nó tin tưởng và nhìn nó cũng rất là chắc chắn. Riêng chiếc này thì em cân lên thì nó nặng 8,6 kg, khá là nặng so với các dòng đài cùng loại đấy các bác ạ. Kích thước của nó thì chiều ngang là 54 cm, cao là 32. Em tả qua như vậy thì các bác cũng hình dung được kiểu dáng của nó như thế nào rồi. Còn dưới đây là đôi loa của đài với bát đường kính là 14 cm, màng giấy gân vải. Những dòng sáp cổ như thế này thì các bác để nghe nhạc vàng trước 75, tiếng nó khá là mộc, nghe rất là dễ chịu, không bị chói. Và để trưng bày cũng đẹp vì nhìn kiểu dáng của nó không có bị lỗi thời. Cái này các bác để càng lâu thì nhìn nó càng đẹp và có giá trị. Như các bác bây giờ đang rất tìm kiếm những chiếc đài như là QT88 Saab 3 số 7 để về trưng bày. Nói chung thì những cái kiểu đài như thế này thì các bác để vừa có thể nghe được, nghe radio, nghe băng cassette và có thể vừa trưng bày, decor. Em quay cận cảnh cái phần núm điều khiển cũng như là cái mặt máy hiển thị radio của chiếc đài này. Về phần radio thì chiếc này nó có giải FM sóng là 108MHz luôn. Đây các bác có thể thấy đến đây. Thì với giải sóng này thì các bác không cần kéo sóng như những chiếc đài 90. Nó bắt được tất cả các đài tiếng nói Việt Nam. Các bác hoàn toàn yên tâm về sóng, bắt rất là rõ. AM, FM đều tốt. Từ trước tới nay thì em bán mấy dòng đài sáp kiểu này thì chưa thấy con nào nó radio nó tập tịt cả. Dù nó được sản xuất rất là lâu rồi, tính ra cả mấy chục năm. Để nghe radio thì các bác có thể cần gạt này. Các bác gạt qua bên đây một nấc là chúng ta sẽ nghe radio. Bây giờ thì em sẽ test nhanh luôn cho các bác xem. Thì lúc nhỏ thì mẹ mình với chị mình rất là thân thiết với nhau. Nhưng mà sau cái khoảng thời gian mà chị mình đi du học ở Canada về thì tình cảm của chị với mẹ nó không có được như xưa. Và cái sự bất đồng quan điểm nó thấy xảy ra thường xuyên nhất. Thầy, tôi nói rằng cần có thời gian tìm hiểu vì chưa biết nhiều về nhau. Thế rồi tôi yêu anh từ lúc nào không biết. Những ngày đầu quen nhau, anh nói thẳng rằng không xác định tương lai với tôi. Giờ tại nói sự thật cho mình nghe thì nó rất là dễ làm con tổn thương, cô hiểu. Thực
tế khi nó nhận những góp ý một cách văn minh, nghệ sĩ không chỉ hoàn thiện khả năng của mình mà còn tạo được sự kết nối khăng khít với chính khán giả, và sợi dây kết nối này sẽ khiến kiểu như chia tay. Anh nói ok, chế độ radio thì các bác sử dụng rất là đơn giản như vậy. Còn khi các bác gạt comedy hai nấc là để các bác dùng chế độ line-in nghe nhạc từ điện thoại, laptop cắm qua cổng line-in ở phía sau máy. Tí nữa em sẽ quay cho các bác xem. Còn bên đây là bốn nút xoay để các bác chỉnh chế độ này, bass này, chép này, ba lăng cân bằng loa này, volume to nhỏ này, và cần gạt ngoài cùng đây là cần gạt nguồn. Khi các bác gạt xuống dưới cùng đây là tắt nguồn này, gạt lên là mở. Cái này thì các bác cứ để mở là được rồi, đèn đỏ sẽ sáng. Còn cái núm xoay ở bên hông đây là để dò radio AM FM. Bên dãy trên này thì nó có đồng hồ cao tu đếm số của cassette này. Bên cạnh của nó thì là có hai cái cần gạt để chỉnh cửa băng số 1 và cửa băng số 2, các chế độ băng khác nhau, băng nọc mang, băng chrome và băng metal. Đài này thì nó chơi được cả băng metal, nó có ghi ở cửa đây. Thì ba chế độ băng như vậy. Thì các bác nào hay chơi cassette thì có thể biết ba loại băng cassette như thế. Còn bên đây là cái cần gạt để trộn âm thanh giữa cassette và radio phát cùng một lúc. Cái này là để thu âm vào băng cassette. Chế độ này thì sử dụng là ngày xưa thôi. Còn bây giờ các bác để nghe nhạc thuần túy thì mình tắt đi. Và cuối cùng bên dưới đây là cái phần cắm micro này, để ngày xưa phát thanh viên người ta thu âm vào băng cassette ấy. Bên trên này là cái cần gạt to nhỏ của cái phần âm lượng của micro này. Bên trên là chỉnh âm thanh trộn giữa cửa băng số 1 và cửa băng số 2, cũng phục vụ cái phần thu âm luôn. Chế độ này thì bây giờ mình cũng không dùng tới. Cái mic này là mic 6 ly, mic jack, mic karaoke bình thường ở nhà các bác. Còn đây là mặt phía sau của đài. Bây giờ em sẽ quay cận cảnh cái cổng kết nối bên phía kia và giới thiệu cho các bác về sử dụng luôn. Ở đây thì các bác sẽ thấy có 6 đầu cắm jack hoa sen, là ba cái cổng kết nối khác nhau. Ở ngoài cùng đây, cặp này là cổng kết nối của cái phono, nghe phono. Còn ở giữa đây là cổng line-in để các bác cắm nghe nhạc điện thoại. Như ở đoạn đầu video thì em đã test. Đây, để nghe nhạc cắm điện thoại thì các bác cắm ở cái cổng ở giữa này, trắng vào trắng và đỏ như thế này. Còn đầu kia cắm vào điện thoại là xong. Còn ở ngoài cùng, jack ngoài cùng đây là cổng line-out để xuất âm thanh xuống một âm ly khác. Ok, để bây giờ thì em sẽ test nhanh qua cái phần băng cassette, cả hai cửa băng luôn cho các bác nghe. Chiều nhìn ra đầu ngõ, dần dần niềm thương nhớ giáng sinh. Được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen, em mới cho mình biết tên. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biên, chỉ gọt liễu mong manh, làm sao bước sông hành. Anh chị em gió lay nụ tầm xuân vừa hé, chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím biên, anh đang trộm nhìn vào mộng chưa tỏ lối tin mơ
trong giây phút biệt ly em nghẹn ngào cho lệ hoen mi, cho lòng thêm khổ khi đã yêu rồi mà đây xa cách phương trời tình chia hai lối em có rằng em cánh bay phải từ lâu son, còn anh thì bận tay chẳng bay mơ chi gác tiếng son vàng nên nay anh đứt ruột nhìn nàng ra các bác vừa xem em giới thiệu chiếc đài Saab GF818 của ngày hôm nay. Và giá bán thì em vẫn đang ghi ở cái phần tiêu đề video, các bác nhớ xem. Và bác nào có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em theo số điện thoại trên bảng tên bên trên kia. Em sẽ nhận ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em. Hẹn lại các bác ở những video tiếp theo.